Theo Pravda, ngày 18 tháng 11, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn rơi hàng chục UAV cảm tử Shahed của Nga ở các khu vực xung quanh thủ đô Kiev. Ông Sergei Popko, quan chức phụ trách quân sự của Ukraine cho biết, UAV của đối thủ đã được triển khai từ nhiều hướng. Các đơn vị phòng không của Ukraine đã đánh chặn thành công mọi mục tiêu, không có thiệt hại về người và của được ghi nhận. Truyền thông Ukraine nêu rõ, đây là vụ tập kích UAV thứ hai vào Kiev trong một tháng qua. Trước đó, vào ngày 10 tháng 10, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 5 UAV cảm tử và 2 tên lửa hành trình nhắm vào thủ đô. Trong 24 giờ qua, phòng không Ukraine đã đánh chặn 29 trong tổng số 38 UAV được Nga triển khai trong đêm. Cùng ngày, Nga đã thông báo về việc đánh chặn 2 tên lửa chống hạm của Ukraine trên Biển Đen, đồng thời phá hủy 5 tàu đổ bộ của đối thủ xung quanh khu vực sông Dnipro.